Happy Life xin chào quý nhà đầu tư. Trong giai đoạn thị trường sáng nắng chiều mưa như thế này, đã có rất nhiều nhà đầu tư gửi tâm sự về cho Happy Life qua form tâm sự đầu tư về vấn đề đầu tư giá trị trong giai đoạn này thực sự rất là khó khăn và họ không biết là họ có thể tiếp tục đến khi nào. Vậy thì chúng ta cần một chiến lược. Vậy chiến lược chính trong lĩnh vực đầu tư giá trị là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua tâm sự đầu tư lần này nhé. Suy cho cùng, gốc rễ của nguyên tắc đầu tư giá trị chỉ là một vài quy tắc tiêu chuẩn. Hiểu các quy tắc này là một bước quan trọng trong việc học chiến lược đầu tư giá trị. Mặc dù bề ngoài đầu tư giá trị có thể không phức tạp như vậy, nhưng nó có thể là một thách thức thực sự, nhưng những mẹo này sẽ giúp bạn làm chủ được nó. Thứ nhất, đừng để con mồi sợ hãi. Nhà đầu tư giá trị không giống các nhà đầu tư khác ở chỗ, họ không bị ảnh hưởng bởi phản ứng của công chúng. Điều này đặc biệt quan trọng cần nhớ khi nỗi sợ xuất hiện. Sự sợ hãi có thể khiến mọi người bán quá sớm hoặc bỏ lỡ cơ hội mua hàng. Nhưng nhà đầu tư giá trị quyết định thời điểm mua hoặc bán dựa trên giá trị nội tại của công ty, không dựa trên nỗi sợ hãi trên thị trường chứng khoán. Đối với nhà đầu tư giá trị, nỗi sợ hãi là một người bạn. Nỗi sợ hãi làm thay đổi thị trường mọi lúc. Và nếu nó không được biện minh, nó có thể tạo ra cơ hội tuyệt vời để mua cổ phiếu ở những công ty tuyệt vời thấp hơn giá trị của chúng. Thứ hai, tập trung vào dài hạn. Đầu tư giá trị không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng, mà là một chiến lược mua và giữ. Một khi bạn quản lý để tìm thấy một công ty được định giá thấp hơn giá trị thực tế của nó, thì cần có thời gian để thị trường điều chỉnh và đẩy giá của công ty đó lên. Khi hoạt động như một nhà đầu tư giá trị, bạn cần phải kiên nhẫn và giữ sự tập trung vào lợi nhuận dài hạn. Thứ ba, làm nghiên cứu của bạn. Các nhà đầu tư giá trị thành công chắc chắn không chọn cổ phiếu một cách ngẫu nhiên. Thay vào đó, trước khi đầu tư vào một cổ phiếu, họ phân tích kỹ lưỡng để xác định tiềm năng đầu tư giá trị của nó. Các khoản đầu tư giá trị đích thực đòi hỏi một chút nghiên cứu. Để hiểu sâu sắc về các công ty bạn đang đầu tư, bạn phải biết các nguyên tắc cơ bản của họ, cách họ hoạt động, ưu và nhược điểm của ngành, cách quản lý tài chính của họ. Nhưng bạn càng biết nhiều, bạn sẽ đưa ra quyết định tốt hơn và bạn sẽ nhận được lợi nhuận tốt hơn. Thứ tư, chờ thời điểm thích hợp để mua. Khi bạn phân tích kỹ lưỡng một công ty, bạn có thể phát hiện ra rằng nó sẽ tạo ra một khoản đầu tư tuyệt vời, nhưng nó không bị thị trường định giá thấp. Điều đó không có nghĩa là nó sẽ không bị định giá thấp vào một thời điểm nào đó. Thành phần quan trọng của đầu tư giá trị là mua cổ phiếu vào đúng thời điểm, và thời điểm thích hợp sẽ xuất hiện nếu bạn kiên nhẫn. Sự biến động hàng ngày của thị trường chứng khoán và các sự kiện như suy thoái, sụp đổ thị trường, dư luận tiêu cực tạo cơ hội cho các nhà đầu tư giá trị nhảy vào và mua khi giá giảm. Thứ năm, cách xác định các công ty bị định giá thấp. Học cách xác định các công ty bị định giá thấp là trọng tâm của việc đầu tư giá trị. Nhưng đây là người khởi xướng. Đây là một kỹ năng cần được đào tạo bài bản vì thị trường không đánh giá thấp các công ty thường xuyên và nó chắc chắn không thể hiện rõ khi có. Việc tìm kiếm các công ty được định giá thấp không phải là điều dễ dàng. Đó là lý do tại sao nhiều người không tận dụng chiến lược đầu tư giá trị. Nhưng với một chút thời gian và nỗ lực, chiến lược này có thể được thực hiện và bất kỳ ai, kể cả bạn, đều có thể học cách làm điều đó. Sau đây là một vài câu hỏi thường gặp về vấn đề đầu tư giá trị mà Happy Life sẽ chia sẻ cùng bạn. Như bất kỳ nhà đầu tư nào khác, bạn cũng sẽ có những câu hỏi về lĩnh vực đầu tư giá trị. Happy Life sẽ trả lời một số câu hỏi phổ biến nhất về chiến lược này để giúp bạn quyết định xem nó có phù hợp với bạn hay không. Câu hỏi đầu tiên, đầu tư giá trị có thể làm cho bạn giàu có hay không? Khi Warren Buffett lần đầu tiên bắt đầu đầu tư, ông đã sử dụng các nguyên tắc đầu tư giá trị liên quan để phát triển một khoản đầu tư nhỏ ban đầu thành một khối tài sản lớn một cách nhanh chóng. Nói tóm lại, chắc chắn là an toàn khi nói rằng chiến lược này có khả năng giúp bạn kiếm được nhiều tiền. Trên thực tế, cho đến ngày nay, nhiều nhà đầu tư thành công nhất trên thế giới có thể được xếp vào các nhóm nhà đầu tư giá trị dưới hình thức này hay hình thức khác. Câu hỏi số 2, lợi nhuận từ cổ phiếu giá trị có thường tốt hay không? Đầu tư giá trị thu được lợi nhuận bất cứ khi nào thị trường nhận ra rằng một công ty bị định giá thấp và tăng giá cổ phiếu của công ty đó lên. Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản của đầu tư giá trị. Thị trường cuối cùng sẽ điều chỉnh giá cổ phiếu bị định giá thấp về giá trị nội tại của chúng. Vì vậy, khi các nhà đầu tư vào một cổ phiếu giá trị, khi chúng được định giá bằng 50% giá trị nội tại, có thể kiếm được khoảng 50% lợi tức đầu tư của họ khi thị trường điều chỉnh cuối cùng.
Điều này rất có thể mất một thời gian. Hãy nhớ rằng đầu tư giá trị là một chiến lược dài hạn, thậm chí có thể mất vài năm kể từ khi bạn mua cổ phiếu của một công ty mà bạn cho là bị định giá thấp đến thời điểm nó đạt được giá trị thực của nó. Nhưng khi nó đạt được, bạn có thể nhận được lợi nhuận đáng kinh ngạc. Vì vậy, nếu bạn cố gắng tìm được một công ty thực sự bị định giá thấp, thì logic cơ bản cho rằng lợi nhuận sẽ đến đúng lúc. Điểm mấu chốt ở đây, đầu tư giá trị là đầu tư dài hạn, sự kiên nhẫn có thể được đền đáp. Câu hỏi số 3. Đầu tư giá trị như thế nào so với các chiến lược đầu tư khác? So sánh và đối chiếu những lợi thế và bất lợi của đầu tư giá trị với các chiến lược đầu tư khác có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về chính xác nó là gì và không. Một số chiến lược đầu tư phổ biến nhất hiện nay bao gồm giao dịch trong ngày, đầu tư theo chỉ số và đầu tư tăng trưởng. Hãy thảo luận về sự khác biệt chính giữa các chiến lược này và đầu tư giá trị nhé. Giao dịch trong ngày đã trở thành một sự lựa chọn hợp thời với các nhà đầu tư vì các khoản thắng lớn được công khai, chứ không phải các khoản lỗ lớn. Sự khác biệt nhất giữa đầu tư giá trị và giao dịch trong ngày là phần đầu tiên tập trung vào dài hạn, trong khi phần sau tập trung vào rất ngắn hạn. Giao dịch trong ngày cũng giống như đánh bạc, đặt cược vào những biến động ngắn hạn với rủi ro cao, trong khi đầu tư giá trị tập trung vào giảm thiểu rủi ro bằng cách tối đa hóa kiến thức. Đầu tư theo chỉ số so với đầu tư giá trị. Đầu tư vào các quỹ chỉ số là một lựa chọn phổ biến vì nó được cho là hình thức đầu tư hiệu quả nhất và chỉ cần rất ít nghiên cứu. Tuy nhiên, nó cũng giống như đánh bạc vì bạn chỉ đơn giản là bỏ tiền của mình vào một quỹ chỉ số, theo dõi hàng trăm công ty được giao dịch trên thị trường chứng khoán và vượt qua các ngón tay của bạn và hy vọng rằng thị trường sẽ đi lên. Với đầu tư giá trị, bạn đang chọn các công ty riêng lẻ để đầu tư và mua chúng với giá chiết khấu thay vì rải tiền của bạn ra toàn bộ thị trường. Đầu tư tăng trưởng so với đầu tư giá trị. Đầu tư tăng trưởng là hoạt động đầu tư vào các công ty đang phát triển với tốc độ nhanh. Có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng đầu tư tăng trưởng hoàn toàn khác với đầu tư giá trị, nhưng đó là một sai lầm. Trên thực tế, thứ thường được coi là cổ phiếu tăng trưởng cũng có thể coi là cổ phiếu giá trị, và bạn có thể đầu tư vào chúng như một phần của chiến lược đầu tư giá trị của mình. Chúng tôi không quan tâm đến việc một công ty phát triển nhanh hay chậm. Điều mà chúng tôi quan tâm là chúng tôi đang nhận được 10 đô la giá trị với 5 đô la. Như vậy thì nguồn lực để chúng ta có thể trao dồi kiến thức đầu tư giá trị từ đâu? Như đã đề cập, học cách xác định các công ty mà thị trường đã bán cần một chút kiến thức và đào tạo. Rất may, không thiếu các nguồn đã có sẵn mà bạn có thể tìm hiểu tất cả các chiến lược và nguyên tắc đầu tư giá trị. Mời bạn tham khảo qua bộ sách đầu tư giá trị từ A đến Z, bao gồm các quyển sách như là Ngày đầu nợ, Payback Time, Lột xác thành nhà đầu tư giá trị, Người đàn ông đánh bại mọi thị trường, Nghệ thuật đầu tư Dan Ru, để nắm bắt các cách thức đầu tư theo trường phái đầu tư dài hạn. Chúc bạn thành công! Đừng quên đăng ký kênh Happy Life, nhấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Happy Life với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những tin tức thị trường và những video hữu ích về bài học, kiến thức đầu tư thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.